Rồi xin chào cô chú anh chị gần xa thấy Mai Vàng và Đam Mê Sưu Tầm Bonsai Phát Triển trên kênh đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre. Hôm nay thì vườn mai của chị Diện có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa, mình lô mai giống với vườn của chị Diện của chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị là xem được cái này với các hợp lý ủng hộ cho vườn chị Diện nha. Để không làm mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn bà chủ, bà chủ chào giới thiệu và giao lưu ha. Vậy coi chào bà chủ ơi. Rồi, xin chào cô chú anh chị đang xem kênh và yêu thích Mai Vàng nha. Thì hôm nay em cũng giao lưu với cô chú anh chị một số loại mai trong vườn em. Chưa, cây đầu tiên là cây 71D, là cây thỏ hương nha. Rồi, cây ghép bốc nhất ha, cô chú anh chị ha, liền có 100% ha. Cây như cây ghim luôn rồi đó. Rồi, thông số lắm bà chủ ơi. Rồi. Hoành được 6,5. Rồi. Cao 58. Tán ngang mình là 53. Rồi. Thì cây 71D này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 250 thôi nha. Rồi, mình để cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 72D là cây cúc bi nha cô chú anh chị. Tàn khá luôn ha. Dưới đây rễ bí nè, đế bí nè. Đế bí nha cô chú anh chị ha. Đó, nguyên củ dưới luôn ha. Dìm nâng cái đế lên ha. Thông số luôn ơi bà chủ ơi. Cây này liền cốt như cây ghim luôn cô chú anh chị ha. Hoành được 7. Rồi. Cao 53. Tán ngang mình 56. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình á là 220 thôi nha. Rồi, đã cây luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số 73D. 73D là một cây thỏ hương nha cô chú anh chị. Rồi. Nụ nè cô chú anh chị ha. Lên nụ non hết rồi. À, thông số luôn bà chủ ơi. Hàng liền cốt 100% của chính chị ha. Hoành được 7. Rồi. Cao mình 69. Tán ngang mình 63. Rồi. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình á là cũng là 220 thôi nha. Rồi, để cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 64D. Ủa 74D. 74D là cây cúc dạng thọ nha. Rồi. Cái này nguyên cái cũ luôn cô chú anh chị ha. Trời ơi nó nằm nè. Tự chán luôn, lượng lượng. Rồi, thông số luôn bà chủ. Hoành được 8. Rồi. Cao mình 58. Tán ngang mình 57. Rồi. Thì cây này em cũng giao lưu cô chú anh chị mình là 250 thôi nha. Rồi, để cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 75D là cây siêu bông nha cô chú anh chị. Rồi. Nguyên cũ luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Hoành được 7. Rồi. Cao 52. Tán ngang 53. Rồi. Cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị em mình là 220 nha. Rồi, để cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 76D. Rồi. Là cây thỏ hương nha cô chú anh chị. Rồi ghép gốc nhất liền cốt ha. Củ bí nha cô chú anh chị. À, 3 muối. 1 nè, 2 nè, 3 muối bí nha cô chú anh chị. Thông số luôn bà chủ ơi. Hoành được 7. Rồi. Cao mình 56. Tán ngang mình 67. Rồi. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 220 thôi nha. Rồi, để cây luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 77D. 77D là một cây cũng là cây thỏ hương luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Cụ đế bí luôn. 4 mối bí nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Hoành được 6. Rồi. Cao 52. Tán ngang mình 63. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 200 thôi nha. Rồi, để cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 78D. 78D là cũng là một cây thỏ hương luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Củ bí luôn ha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Hoành 6. Rồi. Cao 57. Tán ngang 67. Rồi. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 220 nha. Rồi, mình đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 79D.
79G này là một cây siêu bông nha cô chú anh chị. Rồi. Xong số luôn bà chủ ơi. Hoành mình được 11 nha. Rồi. Cao mình 48. Tán ngang mình 66. Rồi. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 220 thôi nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 80G. 80G là một cây cúc vip nha. Rồi. Cái này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Nguyên cũ luôn nè. Cái cũ nó nằm nè. Đó. Quá trời cũ luôn ha cô chú anh chị, nằm một bên luôn. Rồi thông số luôn nha bà chủ. Hoành 9. Rồi. Cao 59. Tán ngang 62. Rồi. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 220 luôn nha. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi. Cái này cây cuối clip luôn ha bà chủ. À, cái cây mã số 70G này là cũng là 80G. 80G là cây cuối clip luôn nha cô chú anh chị. Thì cũng rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Diễn cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Diễn trong cái clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cái này cho hợp lý ủng hộ cho bọn chị Diễn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.